có. Một kẹo rồi à? Kẹo gì đây? Kẹo lấy của anh Men, thử em mông nhá. Anh Men đi. Yeah. Đẹp không mông? Tiếp tục. Yeah. Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ làm pháo giấy. À, hôm nay mông Men làm pháo giấy à? Vâng ạ. Vậy chúng mình cùng làm pháo giấy nhé. Vâng. Chúng mình làm pháo giấy bằng bóng bay và giấy cắt nhỏ ra. Và chúng ta sẽ xé giấy nhỏ ra. Xé thật nhỏ ra nhá. Pháo này tí nó nổ thế nào hả Ben? Nổ to trăm. Nổ to xong thì thế nào nữa? 200. Nó tung giấy ra. Ừ, đúng rồi. Quả pháo giấy này là quả bóng. Bóng bay. Khi mà mình thổi to mình đọc thủng cho nổ thì đó, giấy sẽ bay tung tóe. Đấy. Đấy, nó nhỏ này, được ra nhét vào trong quả bóng nha. Bố to quá, cho bố là con cầm một màu cam. Vậy là bông Men có mấy quả bóng? 10 quả pháo rồi đúng không? Vâng ạ. Bây giờ bông Men thổi thử một quả không nào? Màu hồng. Ừ. Có nhiều giấy nhau không? Có. Nên mình đủ to sẽ thành pháo giấy đúng không? Tổng cộng bông Men có bao nhiêu quả pháo? 10 quả pháo nhiều màu sắc đúng không? Nào thổi đi con. Thổi lên để bố buộc nào. Mình xem ai thổi to hơn nhá. Mong người xuống. Có thêm một tí nữa. Nổ đây. Ừ, thêm tí nữa. Ôi to quá là nổ. Đốt. Rồi Men sẽ thắt quả. Men sẽ thắt kẹo vào. Kẹo gì nhá nhè? Cho cầu vòng Uba. Kẹo gì? Cậu ra chúc. Cầu vòng. Chúc ba chúc cầu vòng đúng không? Men sẽ thắt quả bóng nha. Đáng thêm hứa quả bóng này. Thêm hứa. Đáng thêm hứa quả bóng. Đây. Ừ. Chắc là quả hơi mất. Cảm ơn, thưa lên xem nào. Ôi, quả pháo của Men quá đẹp nhè. Rồi, Men. Bây giờ mình sẽ treo pháo lên nha. Vâng. Ủa bông là quả pháo bóng màu hồng. Đúng rồi, màu hồng gọi là gì? Vinh. Rồi, bông rắn. Kẹo ưng là quả pháo nhé. Rồi, ưng là nè. Đây ạ. Cầm đấy. Thơ lên xem nào. Wow. Bông của quả pháo màu hồng rất đẹp đúng không? Cùng mình xem lên nha.
mình dập đi nhanh thầy nhanh nhé. Làm thế nào để lấy được bây giờ? Đợi anh về lấy que để chọc. Ôi nhiều kẹo quá. Mình sẽ lấy que để chọc quả pháo. Mình sẽ hoàn thực thì xem anh chọc chuông nhé. 1, 2, 3 ra cái gì? Ra cái này. 1, 2, 3 ra cái gì? Ra cái này. Có thắng. Anh bên chọc chưa à? Màu cam. Màu cam. Ở bên cam. Where are you? Hi vậy. Hi vậy. How to do? Bunny. Màu cam à? Màu cam. Yeah, mấy kẹo thôi. Một kẹo rồi à? Tàng. Kẹo gì đây? Kẹo chúc ba chúc. Cầu vồng. Ừ, bánh men, thử em bông nhá. À, bánh men đi. Và quả lũ tê. Quả đi. 1, 2, 3 ra cái gì? Ra cái này. Thôi để em bốc nhập đi. Con thắng mà. Ừ. Em bốc nhập rồi đi. Ừ, nhập đi. Ừ, nhập thẳng lên. Yeah. Nhập của em bông đâu? Còn một tí màu hồng. Bình tĩnh mà đâu. Không đi. Nhìn đẹp không? Có. Sao lấy đâu được giấy đâu. Đáng tí gốc vui chữa cũng toàn giấy này. Bán là thế này à? Cô đi. Thẳng lên, trong thẳng lên. Bông hồ đi mong. Không chọc được. Cố lên. Không chọc được. Phải cố lên. Thế cháu bắt chọc được chứ. Bông hồ đo lên mong. Anh men. Em thẳng đi men. Cố lên. Đúng rồi, đúng rồi. Anh từ ra hỗ trợ em được quả nào. Quả màu xanh. Nào, em bông hoa hô nào. Bông men ra hoa hô nào.
Ê, kẹo, kẹo qua mắt trên kia bố. Hay lắm á. Kẹo không lên xuống à? Không. Rồi. Nào, bỏ cái cung nào, mẹ cố lên nào. Mong men là anh Cường thích chơi bóng pháo không? Có. Thế thu hoạch được bao nhiêu kẹo đây? 10 cái. 10 cái à? Đây kẹo gì? Kẹo chú ba chúc. Cầu vồng. Rồi nãy em xin nhau ăn đi. Nhau ngon không nha? Được men, được men. Cua. À chua. Em mong miếng móc không? Nhà ngon không Cường? Có ạ. Thấy chua. Hôm nay anh Cường sang hỗ trợ em Ben em Mông mới bỏ pháo bóng ở trên cao quá, Ben không chọc được đúng không? Vâng. Thế phải nhờ đến sự hỗ trợ của anh Cường đúng không? Cảm ơn anh Cường nha. Nhà ngon không bao? Có. Rồi, xin chào các bạn nào. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn video sau nha. Hẹn các bạn video sau nha. Bye bye.